Audio Jungle. Cho bà con thì clip này mình quay cho bà con xem được cái mô hình trồng bơ của anh Hiệp ở tỉnh Bình Phước, đó là cụ thể là ở xã Bâm Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Thì clip này bên Jack Thông Buộc Lắc có ghi hình lại và hướng dẫn cho bà con xem về hướng dẫn cho bà con nông dân tại vườn về cách làm cành. Thì đây ở đây thì anh Hiệp ảnh có hồi giờ nói thật là ảnh cũng chưa có kinh nghiệm về kỹ thuật tỉa cành tạo tán cho cây bơ bút bảy. Thì qua đây thì bên mình cũng có hướng dẫn cho anh tại vườn luôn. Thì thứ nhất là cho anh làm mẫu những cây bình thường, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho anh là những cái cành nào chúng ta nên cắt và những cành nào chúng ta nên để, và hướng dẫn cho anh là những cái cành nào là cành tạo hoa và sẽ là cành đậu hoa nhiều khả năng cao. Thì tại clip này á thì mình quay cũng rất là dài. Đầu tiên là cái việc mình hướng dẫn cho anh Hiệp anh làm cành, cái thứ hai là mình sẽ nói ra những cái yếu tố về cây bơ nó ra hoa và tạo tán như thế nào và những cái quy trình cần thiết khi làm bông cho cây bơ. Thì với khí hậu ở tỉnh Bình Phước này á thì mình nói thật luôn là nó rất là thích hợp, nói chung rất thuận. Hiện tại ở tỉnh Tây Nguyên á, bây giờ á, khí hậu rất là lạnh. Thì clip này mình quay vào hôm ngày 20 á, tháng 12 2017 á, khí hậu ở toàn bộ năm tỉnh Tây Nguyên hầu như rất là lạnh và sương muối. Nhưng mà ở tỉnh Bình Phước này, cụ thể như xã Bâm Bo á, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước á, thì rất là mát mẻ, ấm cúng, và cái thứ hai nữa là thời tiết thuận lợi, không có mưa, không có sương mù. Thì khả năng mà đậu hoa ở những khu vực này á, mình khẳng định rất là cao. Thì với vườn của anh trồng 1.000 gốc này á, thì mới có 3 năm mà. Qua như chia sẻ thì anh nói 3 năm nay anh không có chăm sóc gì hết, nên vườn nó rất là còi và những cây nó bị bệnh rất là nhiều. Nhưng mà sau khi 3 năm á, thì mình khẳng định vườn này trồng 3 năm nói chung là đánh giá thì nó không được phát triển mấy. Thì tới vườn mình cũng hướng dẫn anh, thứ nhất á, là đầu tiên chia sẻ thì anh cũng muốn đậu trái làm bông. Nhưng mình khuyên á, với cái bơ 3 năm của anh á, thì nó không đủ sức để làm trái. Vì nếu chúng ta cho trái nhiều á, thì năm sau có thể làm cây nó bị cỏi, nó không ra hoa nữa. Thì ăn được năm được, năm mất thì nó cũng rất là mất năng suất với bà con. Thì đối với những cái bơ, mình khuyên và chia sẻ bà con á, nên cho trái là đúng giai đoạn là 3 năm nha. Chỉ còn 1-2 năm thì bà con để bói thôi. Có nghĩa ra được hoa bao nhiêu thì để 1-2 trái cho nó đậu. Lúc đó để mình biết cái bơ đó phải giống bơ bút không. Chứ nhiều bà con nông dân chúng ta mua bơ về trồng 2-3 năm sau có trái, thật sự không phải là bơ bút. Thì lúc đó bà con nói chung rất là buồn. Nhưng vì mua giống nhầm nên bà con đừng nên buồn mấy. Thì chúng ta cũng thể thôi mất thêm 1 năm nữa chúng ta ghép cải tạo giống bơ bút. Thì lúc khi ghép cải tạo thì bà con nên xin hàng xóm hoặc mua những cái chồi ghép á, bơ bút 7 nó chuẩn hơn, để bà con ghép vô. Thì mình khẳng định thì nếu bà con ghép vô thì tầm 1 năm là chúng ta có thể thu bó được rồi. Đó là mình chia sẻ về cái phương pháp mà ghép. Còn trở lại với clip này á, thì mình quay cho bà con hướng dẫn về anh Hiệp làm canh. Vì đối với cây bơ này á, thì mình hướng dẫn anh rất là chi tiết và cụ thể về những cành nào nên bấm. Thì bà con nông dân chúng ta mà, thì mỗi người có một kinh nghiệm riêng. Và mỗi vùng chúng ta có những cái cây trồng riêng và có những cái kinh nghiệm, kiến thức về cây trồng nó khác nhau. Thì với vùng đất Bình Phước này á, ở xã Bâm Bo này anh trồng, nói chung là anh cũng là nông dân trồng ở đây cũng nhờ được vài hộ thôi chứ không có trồng nhiều. Đa số ở đây là điều và cao su. Thì anh cũng mang cái bơ bút này về trồng thì nói chung là cũng rất hiệu quả. Thì mình khẳng định ở vùng đất này á, thì cái sản lượng đậu nó cũng rất là cao. Vì thứ nhất là thời tiết ở đây nó thuận, cái thứ hai là nước non ở đây nó cũng rất là tiện. Thì ở cuối đám anh nó là một dòng suối nó chạy ngang qua, nhưng rất là tiện với anh. Thì mình cũng khuyên bà con á, chúng ta phải có những cái cách làm cành phù hợp với cái bơ chúng ta từ đầu đi. Từ giai đoạn kiến thiết 1-2 năm tuổi chúng ta xây dựng thì nó sẽ hiệu quả hơn so với 3-4 năm chúng ta làm á, thì nó sẽ không hiệu quả bằng. Thứ nhất là nó trẻ cái hình tán của cây. Cái thứ hai nữa chúng ta phân vân không nên chắc, không biết cắt cành nào và cành nào nên để. Thì những yếu tố đó thì bà con chúng ta rất là phân vân vì không có một cái tài liệu nào hoặc không có một cái người nào chúng ta học hỏi hết. Thì với Trái Cây Thơm Mùa Lắc luôn hướng dẫn và hỗ trợ cho bà con những clip để bà con xem, qua đó bà con làm và thực hiện để cho chúng ta có một cái mùa bội thu hơn và hiệu quả hơn. Thì với năm 2018 này mình khẳng định cái sản lượng bơ sẽ đạt hiệu quả cao hơn vì thời tiết năm 2018 sẽ thuận lợi cho bà con nông dân chúng ta
sẽ khó mưa hơn. Đó là theo quan điểm của mình, cá nhân mình. Thì còn mọi yếu tố khác thì hầu như là thời tiết nó cũng quyết định. Hầu như là 70% là thời tiết quyết định hết rồi đó. 20% lại là do yếu tố kỹ thuật bà con nông dân chúng ta. Thì đây thì mình cũng quay cho bà con xem á, toàn bộ những cái cây nhánh nào bấm á, thì nói chung anh Hiệp anh cũng hơi bỡ ngỡ là không biết bấm mầm nào, nhưng mình cũng hướng dẫn anh cụ thể, anh cứ mạnh dạn bấm vào. Thì lúc đầu chia sẻ anh ấy kêu anh chỉ biết bấm những cành tăm thôi. Thật chắc bà con chúng ta không định hướng được những cành tăm nào là cành tăm cho ra hoa, cho ra trái. Thì mình khẳng định với bà con là cành tăm là cành quan trọng, cành cho ra trái năng suất cao. Thì mình cũng nhắc lại thêm bà con ở những clip trước về làm cành rất là nhiều rồi. Những cái cành ở trong tán á, nó bị khuất ánh sáng á, sau này có thể là nó khô, nó vàng và nó chết, nó không có năng suất. Thì con có thể bấm đi. Và với những cành á, mà nó chỉ lên á, thì nó ra hoa nhưng sẽ không đậu cao, thì bà con có thể bấm đi. Chúng ta xây dựng một cái hình bơ, một cái tán bơ theo thế bonsai đã tỏ ra. Thứ nhất mình nói ở đây cái hiệu quả là đầu tiên là cái việc chăm sóc phun thuốc là nó dễ dàng bà con. Còn bà con để cây bơ nó cao lên từ 3 đến 4 mét, bà con phun thuốc rất là khó. Một lần dơ cái cần lên nó rất là mỏi tay mà nó tốn thuốc cho bà con. Ngược lại ở trên đó gió đồ cái khả năng thụ phấn và đậu trái rất là khó. Nó vẫn đậu cho bà con nhưng mà nó không đậu. Mình nói là vẫn đậu nhưng mà khả năng đậu nó sẽ không được đạt so với ở dưới. Và vấn đề sau này chúng ta thu hoạch, chúng ta trèo lên rồi quét gốc rồi tỉa cành nó rất là khó. Nên bà con xây dựng cái hướng là bonsai, cái hướng nó luôn luôn tỏ ra ở ngoài, còn ở giữa chúng ta bấm ngọn để cho ánh sáng nó rơi vào trong. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu được cái cơ chế là ánh sáng nó chiếu từ ba hướng: buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Thì sáng ta chiếu vào tán cây thì ánh sáng hấp thụ xung quanh tán lá. Chỉ trưa 12 giờ chúng ta cũng hấp thụ được, có nghĩa là trong cái tán ở giữa cây chúng ta đã tỉa ngọn, thì khiến cho cái ánh sáng vào trong. Nó sẽ phòng được thứ nhất là cái bệnh thối thân, xì mủ. À, cái thứ hai nữa là bọ xít, bọ vần đó, một số côn trùng khác như kiến gương đó. Thì tùy mùa thôi, thì nó sẽ bám vào đó, nó chích hút nhựa và gây hại ở trên thân bơ của chúng ta. Cái đó là mình nói để con nhớ lại và con xem. Thì hầu như clip nào mình cũng nói hết, thì cái số clip mình hướng dẫn trên cây bơ bút cũng rất là nhiều. Và hầu như tất cả các bệnh trên cây bơ bút mình cũng nói hết cho bà con rồi. Thì gần đây nó có một cái bệnh gọi là bệnh thối gốc á, thì mình cũng nhắc lại cho bà con á là bà con nên phòng đi, đừng để cái bệnh thối gốc này nó lây hại trên cả vườn chúng ta thì chúng ta mất trắng á, vì cái tốc độ lây lan của bệnh nó cũng rất là nhanh và đặc biệt nó gây hại vào mùa mưa nha bà con. Nên cái chế độ mà làm cành, tạo bồn, tạo tán á, thì bà con cũng nên xem trọng chú trọng cho mình. Và cái thứ hai nữa, nếu bà con chúng ta không có điều kiện mua thuốc á, thì bà con có thể pha bốc đô, bà con quét gốc tỷ lệ 1:5, và cái thứ hai nữa là bốc đô tỷ lệ 1:1. Bà con có thể tưới gốc và phun trên lá. Bà con nên pha đúng tỷ lệ, đừng để tránh tình trạng chúng ta phun lên có hiện tượng là nóng á, gây hại lá chúng ta rụng hoặc vàng. Đó là mình chia sẻ với quan điểm cá nhân của mình. Đó là với những bà con chúng ta không có tiền hay không có điều kiện chúng ta mua thuốc á. Về thuốc thì có những bệnh mà con mua những thuốc riêng, nấm khuẩn thì bà con mua những loại thuốc đó và con phun cho mình liều lượng thích hợp. Và cái thứ hai nữa là ở giai đoạn làm cành xong rồi những cái bơ tơ như thế này nó hay có hiện tượng là phát đọt non. Thì khi mà phát đọt non á thì mình cũng nói là bà con nên phun thuốc sâu định kỳ cho mình, có nghĩa là 7 đến 10 ngày bà con phun một lần, để khi mà những cái đọt non là nó già thì bà con không cần phun nữa, ta giãn ra nửa tháng con phun một lần cũng được. Nhưng mà lúc nó ra đọt non thì mình khuyên bà con nên phun nha. Thì cái đọt non là những cái đọt sinh trưởng phát triển mà nó đóng vai trò cũng rất là quan trọng, nó tạo hình tạo tán, không là những cái đọt non này hoa đậu nhiều hay ít là cũng ở những cái đọt non này. Nên bà con nên chú trọng cho mình ở cái côn trùng chích hút mình chia sẻ với bà con đó. Thì với cái vườn này á, thì 1.000 gốc này á, nếu mà chăm sóc tốt với năm 2018, 2019 á, thì mình khẳng định cái sản lượng nó đạt cũng rất là hiệu quả cao so với năm 2017 mà đang tạo tán như thế này. Thì một lần nữa mình cũng khuyên cho bà con á, chúng ta có cái chế độ chăm sóc phân bón phù hợp với cây bơ. Cái thứ hai nữa là phòng bệnh, vì cái cây bơ ghép á, nó rất là khó, nó không như cái bơ thường chúng ta, tỷ lệ kháng bệnh nó hoặc nhiễm bệnh của nó là nó đơn giản. Còn bơ thường chúng ta để bình thường nó cũng không có bệnh đâu, nhưng mà rất khó bệnh chứ không phải là không bệnh, và khả năng đậu trái rất là gì là cao. Thì toàn bộ cái clip này mình quay rất là dài, từ lúc mà bên trái cây tôi bổ lắc hướng dẫn làm cành và sau đó cho anh Hiệp làm mẫu vài cây để anh hiểu được những cái kiến thức cơ bản khi mà chúng ta tạo cây, để tránh tình trạng sau này khi bên mình về không ở gần thì anh sẽ không hiểu được.
Nên cái quan trọng nhất là người nông dân chúng ta hiểu được những cái thế, những được cái chi, những được cái cành. Chúng ta làm, chúng ta cắt, chúng ta mạnh dạn, chúng ta tự tin được những cái cành đó, sau này chúng ta cắt ra nó có hiệu quả. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái cách làm cành, từ đó chúng ta đưa ra những kinh nghiệm riêng của cá nhân mình. Đó là bên trái cây theo mùa lắc chia sẻ cho bà con á. Thì toàn bộ cái clip này mình quay rất là dài nên bà con cứ xem từ từ nha. Bà con đừng có vội, bà con xem hết clip sẽ có những cái hay để cho con xem. Và sau này chúng ta có thể trồng mới hoặc trồng lại thì cũng có những kinh nghiệm riêng cho mình. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi những clip tiếp theo mình sẽ cập nhật hàng ngày để con xem và tham khảo.